taxi, không đi xe gì đấy. Vấn thứ hai là vấn đề nó đang xây dựng nhiều quá, đang môi trường nó ô nhiễm. Nó phải xây 15 năm nữa, 15 năm nữa để những cái nhà nó vẫn cũ này, nó sẽ phải đập ra nó xây hết, có tiền là nó xây hết. Và như thế là nó phải diễn ra khoảng 15 năm, 20 năm. Xong thành phố nó cũng xây các cái đường tàu điện rồi các thứ nữa. Thế là nó cũng phải tầm 20 năm nữa mới hết xây dựng. Đỡ bụi đi được thì nó mới đỡ ô nhiễm. Thì lúc đấy cái những cái cây 1 triệu cây xanh này nó mọc tốt lên ấy là sẽ rất đẹp. Rất là đẹp nhất. Hết xây dựng một cây cối nó to lên. Các hệ thống giao thông công cộng nó hoàn chỉnh. Chị ông giữ làm sao cho được ổn định thôi. Ông mà cứ làm ăn nay tăng giá xăng, mai tăng giá dầu, mình tự nước của mình được. Ô, thấy có một số xe của Vin đi rồi, xe máy Vin. Vâng, dưới hầm mình có xe. Có vẻ cũng tốt đấy, mọi người đi không kêu ca thì cái gì chứ Vin nhỉ? Xe tôi mới đi bao nhiêu năm, mới đi được mấy bữa. Trông hình thức đẹp lắm. Cái an toàn thì cái hình thức nó chỉ là một cái điểm điểm cộng thôi chứ nó không chỉ là an toàn là độ bền. Người Việt thì mình ghép với độ bền, bền tính tiện dụng. Xe máy nó cũng điện tiện mà. Khi nào cái lượng xe máy nó nhỏ hơn lượng ô tô thì cái người đi xe máy mới cảm giác mất an toàn. Ví dụ mình tạo ra cái xe sắp to quá. Bây giờ tôi đang cảm giác là xe máy vẫn nhiều hơn ô tô nhiều. Tôi chắc chỉ được 3%. Phải đi những cái xe như thế đấy. Nó chắc chắn đi với thứ chắc chắn. Nói chung cái xe đấy kìa, cái xe đấy bạn chỉ đi một mình thôi. Như bạn chở con chẳng hạn là
sẽ sự khó. Cứu họ. Tại vì là ngồi nó khó chịu lắm đúng không ạ? Ngồi đằng sau khó chịu, vì nó cao hơn đằng trước hả? Ngoài câu chuyện nó cao đằng trước, cái yên đằng sau nó rất là nhỏ. Thế và nó cứ chênh vênh đúng không ạ? Thế là sẽ hoặc là phải ngồi đổ hẳn người đằng trước. Còn nếu như con là con ngồi thẳng thì ngồi thẳng nó cứ chênh vênh đúng rồi. Mà ngồi cái xe, những cái xe to đấy, người ngồi đằng sau rất nguy hiểm. Đúng rồi, cảm giác nó chênh vênh, nếu mà bay là bay đầu tiên, bay vèo đầu tiên, tất cả các vụ nó không có cái chỗ để bám. Ví dụ xe này đều có chỗ đặt bám vào sau, nhưng xe này không có. Bay vọt qua đầu người trước luôn. Rất nguy hiểm. Đi xe em đấy kìa. Xe này cả 100 triệu. Vâng, hình như là nguyên giá của Honda nó tạm 8 mấy. Thế còn bạn ấy mua ở bên ngoài cũng nghĩa là xe mới, nhưng mà lại mua xe với đại lý bên ngoài ấy, thì là còn 7 mấy. Và cũng có thể hơn 10 triệu. Thank you.